Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi tạp chí Sức khỏe đời sống của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Trong phần bản tin có các tin: thành lập Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên, triển khai kỹ thuật mới phẫu thuật TOT điều trị xón tiểu tại Bệnh viện Sản Nhi. Trong mục thầy thuốc và người bệnh, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về tác hại của rượu bia. Mục cẩm nang y học kỳ này là bài thuốc từ củ nghệ. Cuối chương trình là câu chuyện gánh nặng bệnh tật do rượu bia. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin y tế chúng tôi mới cập nhật. Ngày 19 tháng 12 năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định số 46/2018 QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên trực thuộc Sở Y tế Hưng Yên. Theo đó, trung tâm được thành lập và quyết định có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hưng Yên thành lập trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Y tế Dự phòng, Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản và Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe, gồm 2 phòng chuyên môn và 9 khoa phòng chức năng. Trung tâm có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về phòng chống dịch, bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, phòng chống tác động của các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe, quản lý sức khỏe cộng đồng, khám phát hiện và điều trị dự phòng và các dịch vụ y tế khác phù hợp với lĩnh vực chuyên môn trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Việc thành lập trung tâm cũng chính là đổi mới sắp xếp, tổ chức các đơn vị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giảm đầu mối, khắc phục tình trạng trùng lắp, trùng chéo về chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. Tính từ hết tháng 11 năm 2018, tỷ số giới tính khi sinh của thành phố Hưng Yên là 142 bé trai trên 100 bé gái, tỷ số trung bình toàn tỉnh là 118 bé trai trên 100 bé gái. Thống kê tới tháng 11 năm 2018, thành phố Hưng Yên có 899 trẻ được sinh ra, số trẻ là con thứ ba trở lên là 193 trẻ, chiếm 21%. Tỷ số giới tính khi sinh là 142 bé trai trên 100 bé gái. Các địa phương có tỷ số giới tính khi sinh cao là phường Lam Sơn, Lê Lợi và xã Hồng Nam. Hoàng Hanh là xã có tỷ lệ sinh con thứ ba cao nhất thành phố, 14 trên 25 trẻ sinh ra, chiếm 56%. Hùng Cường, 28 trên 57 trẻ sinh ra, chiếm 49%. Nguyên nhân khiến tỷ số giới tính khi sinh và tỷ lệ sinh con thứ ba tại thành phố Hưng Yên cao là do một bộ phận người dân có tư tưởng có nếp có tẻ, điều kiện kinh tế khá giả cũng là lý do khiến nhiều gia đình muốn có nhiều hơn hai con. Vừa qua, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh đã triển khai kỹ thuật mới, phẫu thuật điều trị tiểu không kiểm soát TOT. Bệnh nhân Lều Thị Tê, 56 tuổi, quê ở xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, 3 lần sinh thường, xón tiểu nặng, thường xuyên tiểu đêm, mất giấc ngủ, mệt mỏi nhiều. Bệnh nhân mất tự tin khi tham gia các hoạt động xã hội, ngại ngùng khi kể về tình trạng bệnh của mình và nghĩ đó là bình thường sau sinh. Chỉ sau 30 phút phẫu thuật, sau 3 ngày theo dõi sau mổ, bệnh nhân đã mất hoàn toàn các triệu chứng xón tiểu, tiểu gấp, sức khỏe phục hồi. Đây là bệnh nhân thứ 3 được bệnh viện thực hiện kỹ thuật này. Theo các bác sĩ thống kê, thì cứ 10 phụ nữ từng sinh đẻ thì có 3 người bị xón tiểu. Đây là một trong 5 rối loạn chức năng sàn chậu. Phẫu thuật TOT điều trị xón tiểu không kiểm soát được chuyển giao dưới sự hướng dẫn đào tạo của Bệnh viện Từ Dũ. Chi phí phẫu thuật được Bảo hiểm Y tế chi trả. Hiện nay, thời tiết thay đổi thất thường là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng các bệnh về đường hô hấp. Bên cạnh yếu tố thời tiết còn có các yếu tố dị nguyên. Khi tiếp xúc với những dị nguyên, một số bộ phận sẽ có phản ứng nhằm mục đích bảo vệ cơ thể, gây nên những bệnh dị ứng, trong đó có viêm mũi dị ứng. Viêm mũi dị ứng không nguy hiểm nhưng có ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và khả năng làm việc của người bệnh. Bệnh có thể dẫn đến những biến chứng như viêm xoang, viêm mũi xoang nhiễm trùng, viêm họng, viêm tai giữa, xuyễn, v.v. Do đó, việc phát hiện sớm và điều trị những phản ứng dị ứng ban đầu là quan trọng, có thể phòng ngừa và điều trị viêm mũi dị ứng. Trước hết là tránh tiếp xúc với các dị nguyên bằng cách đeo khẩu trang khi đi đường cũng như khi làm việc trong môi trường có nhiều bụi. Luôn giữ nhà khô ráo, sạch sẽ, thoáng khí, hút bụi thường xuyên để loại bỏ những con mạt, nấm mốc. Chú ý giữ vệ sinh vật nuôi trong nhà. Đồ ăn chiên rán thường là loại thức ăn hấp dẫn nhiều người vì mùi vị đặc trưng của chúng. Tuy nhiên, nếu ăn thường xuyên những thức ăn này sẽ gây ảnh hưởng xấu tới sức khỏe. Đây cũng là nguyên nhân dẫn tới bệnh ung thư.
Theo khảo sát tại một số điểm chuyên bán các đồ ăn chiên rán tại khu vực trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên, chợ gạo trên địa bàn thành phố Hưng Yên với các loại đồ ăn phong phú như bánh bẻng, xúc xích rán, bánh rán các loại, chả xiên các loại vân vân đều thu hút nhiều người đến ăn. Mặc dù là đồ ăn rất được ưa thích nhưng đa số những loại thực phẩm này không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chứa nhiều dầu mỡ, chiên rán nhiều lần, nhiều chất phụ gia phẩm màu. Bên cạnh đó, những thực phẩm này khi được nướng ở nhiệt độ cao hoặc trong dầu mỡ sôi sẽ làm cho các protein biến tính, sinh ra những hợp chất có thể gây độc cho gan, dạ dày, ruột và có khả năng gây ung thư đường tiêu hóa. Vì vậy, để đảm bảo sức khỏe, chúng ta cần có chế độ ăn uống hợp lý, hạn chế ăn những đồ ăn chiên rán. Thưa quý vị và các bạn, rượu bia và các loại đồ uống có cồn nói chung gây rất nhiều ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe. Có những tác động bạn có thể cảm nhận được ngay sau chén rượu đầu tiên, ví dụ như là cảm giác nóng người, sau đó là chóng mặt, khát nước. Nhưng cũng có những ảnh hưởng sức khỏe xuất hiện sau nhiều năm uống rượu mà ít người lường trước được. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với cuộc trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Hồng, trưởng khoa khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà để cùng tìm hiểu rõ hơn về những tác hại của rượu bia. Xin chào bác sĩ ạ, rất vui được gặp bác sĩ trong cuộc trao đổi ngày hôm nay ạ. Trước tiên thì bác sĩ có thể cho biết sử dụng rượu bia ở mức độ như thế nào thì là có hại ạ? Cái bia rượu thì sau khi mình sử dụng vấn đề bia rượu khoảng sau 30 giây thì nó đã tác động trực tiếp đến cơ thể rồi. Cái việc mà bệnh nhân mà dùng mỗi ngày hay là không phải bệnh nhân mỗi ngày dùng trên 30ml thì đều có tác hại về cơ thể. Ví dụ có tác hại đến thận, đến gan, đến tụy. Đấy, đến phổi, gây rối loạn nhịp tim chẳng hạn, đến trí nhớ và các cái hành vi. Tiếp theo thì bác sĩ có thể cho biết là những đối tượng nào thì cần phải tuyệt đối kiêng bia rượu ạ? Những cái bệnh nhân mà khi đã có những cái báo động về vấn đề sức khỏe, ví dụ như có những cái viêm loét dạ dày đấy, vấn đề bệnh trào ngược, những cái rối loạn nhịp tim, những bệnh viêm tụy do rượu đấy, và sơ gan do rượu, gan nhiễm mỡ, đấy, rối loạn bài tiết của thận thì đều có chỉ định là kiêng bia rượu. Vậy khi lạm dụng bia rượu thì sẽ gây ra những tác hại như thế nào tới sức khỏe của người uống ạ? Thứ nhất là cái việc lạm dụng bia rượu kéo dài thì nó gây rất nhiều cái tác hại cho sức khỏe. Trước tiên là nó sẽ về trí tuệ, nó dẫn đến cái hiện tượng là rối loạn về cái dẫn truyền thần kinh. Sau đó những người uống bia rượu thì thường các cái phản xạ của thần kinh rất chậm. Nếu mà điều khiển máy móc tàu xe thì có thể rất dễ gây tai nạn. Nó có thể gây giảm thính lực ở những cái người sử dụng bia rượu, làm cho cái thính lực nó cũng giảm, và cái việc kéo dài nó có thể giảm thính lực vĩnh viễn. Nó có thể tác động lên dạ dày, gây viêm loét dạ dày, xuất huyết dạ dày. Đấy, và cái việc sử dụng bia rượu thì gây tăng tiết quá trình axit dạ dày, làm cho bệnh nhân lúc nào cũng cảm giác là trướng bụng, không buồn ăn, gây suy kiệt do không đáp ứng đủ năng lượng cho cơ thể. Rồi nó sẽ có thể gây những cái trào ngược dạ dày thực quản. Đối với gan là cái cơ quan mà nó là nhà máy để xử lý cái độc hại cho tác hại của bia rượu, thì việc sử dụng bia rượu nó có thể dẫn đến gan nhiễm mỡ, sơ gan, ung thư gan. Đối với tụy thì nó có thể gây viêm tụy hoặc gây ung thư tụy, và nó gây rối loạn bất thường về cái bài tiết cái insulin, có thể gây đái tháo đường. Đấy. Đối với thận nó gây rối loạn cái bài tiết ở thận, làm cho bệnh nhân giai đoạn đầu thì đi tiểu rất nhiều và gây bệnh nhân háo nước, cần uống nước, và kéo dài thì gây suy thận, có thể gây rối loạn thân nhiệt. Giai đoạn đầu mới uống rượu thì cảm giác là rất nóng, nhưng mà uống một lúc thì cảm giác người rất lạnh, nó gây rối loạn cái trung tâm điều nhiệt của cơ thể. Đối với tim mạch thì khi uống bia rượu nó gây rối loạn điện giải, làm cho nhịp tim lúc nhanh lúc chậm bất thường. Đối với sinh lý của cái cơ thể ấy, đối với nam thì nó có thể gây rối loạn cương dương hoặc là giảm số lượng tinh trùng, đối với nữ thì nó gây rối loạn kinh nguyệt. Thường khi sử dụng bia rượu thì nó có một cái tác hại là nó sẽ gây tăng cái quá trình vận động của ruột, quá trình co thắt đường ruột và có thể gây đi lỏng. Và cái quan trọng nhất là khi sử dụng bia rượu nó sẽ làm giảm cái đội quân bạch cầu, tức là cái đội bảo vệ cho cơ thể ấy, là cơ thể rất dễ bị bệnh, dễ bị cảm cúm. Việc sử dụng lạm dụng kéo dài thì có thể gây viêm phổi và lao phổi. Cuối cùng thì bác sĩ có thể đưa ra một số lời khuyên để giúp những cái người nghiện rượu có thể cai rượu thành công. Tất nhiên là giảm tác hại bia rượu thì chỉ còn cách là mình hạn chế tối đa việc sử dụng bia rượu. Tất cả cơ quan khi dùng bia rượu thì nó đều tác động cả và gây hệ lụy cho sức khỏe.
Do đó cái việc mà hạn chế tối đa việc dùng bia rượu thì sẽ đưa lại cái sức khỏe tốt. Với người nghiện rượu thì tất nhiên là phải hạn chế dùng bia rượu, phải có quá trình tập luyện để nâng cao sức khỏe. Tất nhiên là phải kiêng, tự từ sẽ kiêng bia rượu. Xin cảm ơn bác sĩ ạ. Nghệ là loại củ quen thuộc với người dân Việt Nam. Nghệ không những được sử dụng phổ biến làm gia vị để tạo màu cho các món ăn, mà nó còn có tác dụng rất lớn đối với sức khỏe con người, nên được sử dụng rất nhiều làm thuốc chữa bệnh. Sau đây là một số tác dụng chữa bệnh của củ nghệ. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sau đây tôi xin hướng dẫn cách pha tinh bột nghệ để dùng trong trường hợp vàng da, cơ thể suy nhược hoặc đau dạ dày. Thứ nhất là dùng 200ml nước. Nước này là nước khoảng 40-50 độ. Và pha với một thìa tinh bột nghệ. Chúng ta cho thêm một thìa mật ong. Mật ong có vị ngọt, tính bình, có tác dụng bổ dưỡng cơ thể, chỉ thống, giảm đau. Quấy đều tinh bột nghệ và mật ong và sau đấy sử dụng. Mỗi ngày uống một cốc vào buổi sáng trước khi ăn. Có thể uống tùy theo từng thể trạng để chúng ta có thể uống kéo dài. Bài này là dùng bột nghệ pha với mật ong. Bột nghệ khoảng 100g và mật ong 1000g pha với nhau. Và mỗi ngày uống khoảng 20-30g. Có thể uống kéo dài tùy theo thể trạng và tình trạng bệnh. Trong trường hợp phụ nữ sau sinh có ứ huyết, chúng ta có thể dùng nghệ khô khoảng 6g, sắc với 200ml nước, sắc còn 100ml nước, mỗi ngày uống 2 lần, uống trong 3-4 tuần. Nếu trường hợp không có nghệ khô, chúng ta có thể dùng nghệ tươi khoảng 3-4 lát, trộn với 1-2 thìa mật ong, hấp cách thủy và ăn ngày 1-2 lần. Nhiều nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy rằng là trong nghệ còn chứa chất curcumin. Curcumin là một hợp chất thì có tác dụng ức chế sự phát triển của vi khuẩn, đặc biệt là vi khuẩn ở dạ dày. Vì thế mà có tác dụng rất tốt đối với những người bệnh nhân, hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân bị viêm loét dạ dày tá tràng. Curcumin còn có tác dụng chống oxy hóa, kháng viêm. Vì thế mà nghệ được sử dụng rất nhiều trong công nghệ làm đẹp và hỗ trợ giảm đau trong các bệnh lý về cơ xương khớp. Ví dụ như là mình có thể sử dụng mặt nạ nghệ và mật ong, hay mặt nạ nghệ và chanh, thì có thể vì nghệ có tác dụng kháng viêm mà, nên nó sẽ làm các vết thâm, làm giảm thâm này, giảm thâm quầng này, rồi là cái phần mụn mà bị sưng đỏ thì sẽ giảm viêm, có thể làm lành các vết sẹo. Chúng ta còn có thể sử dụng nghệ trong việc nấu ăn nữa, ví dụ như kho cá cho nghệ vào này, rồi là lên màu các món ăn rất là đẹp. Về cách dùng nghệ thì khi dùng nghệ thì nên dùng vừa phải và nên dùng loại tinh chế, được gọi là tinh bột nghệ đấy ạ. Đây là tinh bột nghệ vàng và đây là tinh bột nghệ đen. Mọi người nên sử dụng tinh bột nghệ thay cho bằng việc sử dụng bột nghệ. Tại vì là cái hợp chất curcumin thì chiết ra từ tinh chất của nghệ. Chứ còn cái bột nghệ thì là theo nghiên cứu thì 4-5kg nghệ thì mới được một liều tiêu chuẩn của curcumin. Nên sử dụng cái tinh chất nghệ. Và đây là một trong số những trường hợp hiếm gặp thôi. Ở khoa tiêu hóa của Bạch Mai thì cũng đã gặp trường hợp là bệnh nhân là uống bột nghệ, tức là bột nghệ khi mà xay trực tiếp nghệ và phơi khô và xay trực tiếp ra, thì làm viên hoàn thì vì là nó có rất là nhiều chất xơ mà không tiêu hóa được thì nó sẽ bị gây nên bã thức ăn ở trong dạ dày và đã phải gắp ra. Nên là chúng ta nên sử dụng cái tinh chất của nghệ, gọi là tinh bột nghệ đấy, thì rất là tốt. Tất cả các đối tượng thì đều có thể sử dụng tinh bột nghệ vì là nó rất là lành. Nhưng mà tuy nhiên thì vì là có tác dụng hoạt huyết và phá huyết nên là nghệ nên được sử dụng thận trọng đối với lại những người phụ nữ mang thai. Không nên sử dụng triền miên, nên dùng theo từng đợt, từ 1-2 tháng. Không nên uống tinh bột nghệ với nước cam
và dùng quá mức thì có thể gây nên một số các triệu chứng không mong muốn như là buồn nôn, nôn hay là tiêu chảy. Rượu bia là nguyên nhân trực tiếp của ít nhất 30 mã bệnh tật và là nguyên nhân gián tiếp của ít nhất 200 loại bệnh lý nằm trong danh mục phân loại bệnh tật quốc tế. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, năm 2016, việc sử dụng rượu bia ở Việt Nam đã dẫn tới 79.000 người tử vong, hàng trăm nghìn người khác phải nhập viện điều trị và các bệnh liên quan đến rượu bia. Khoa Nội Tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 5 ngày qua đã tiếp nhận 2 bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sảng rượu và 11 bệnh nhân mắc các bệnh lý về gan, nguyên nhân do sử dụng rượu bia. Bệnh nhân Vũ Quang Tê ở phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, 47 tuổi nhưng đã có hơn 20 năm nghiện rượu. Cách đây 5 ngày, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chân tay run rẩy, nói nhảm, lơ mơ, nôn ra máu, mất hoàn toàn khả năng nhận thức, không làm chủ được hành vi, tay chân phải cố định vào thành giường. Theo gia đình, thì từ nhiều năm nay, anh Tê mất khả năng lao động, không thể là trụ cột gia đình. Như này nghiện rượu phải đến gần 20 năm nay, ngày cũng phải tầm khoảng gần lít. Nhiều lần cai rồi, đi cả lên trại thần kinh rồi, nhưng mà chỉ được 2 đến 3 tháng là lại uống tiếp. Năm nào cũng đưa đi viện, sức khỏe yếu mà có ăn gì đâu. Nói chung là ông cũng uống suốt ngày đấy, ông không cần ăn. Cứ yếu dần đi này, không làm được cái gì. Ông Trần Văn Thạnh, quê ở xã Đa Lộc, huyện Ân Thi, là một trong những bệnh nhân thường xuyên có mặt tại khoa nội tổng hợp. 60 tuổi, nhưng ông Thạnh đã có thâm niên hơn 30 năm uống rượu, từ khi chưa lập gia đình. Mỗi ngày, ông uống khoảng 250 đến 500ml rượu trắng, mỗi lần nhấp vài chén uống thay nước. Theo các bác sĩ, kết quả xét nghiệm cho thấy men gan của ông hiện cao hơn gấp 100 lần men gan của người bình thường. Xơ gan giai đoạn 3, nếu còn tiếp tục uống rượu, nguy cơ ung thư gan là điều không thể tránh khỏi. Thì uống thì không thể biết, có khi lửa lít hay có khi chỉ một xị thôi. Tớ chỉ bị xơ gan do rượu, sức khỏe bây giờ tớ yếu lắm. Còn có năm đi vào 3 lần, có năm 4 lần. Đối với khoa nội tổng hợp thì rất là hay thường xuyên tiếp nhận những bệnh nhân do rượu này vào viện, và chủ yếu là vào với cái vấn đề ví dụ như là hội chứng não gan giống như các bệnh nhân mình vừa làm phóng sự. Thứ hai là những bệnh nhân xơ gan do rượu, những thường là đến vào giai đoạn là muộn, là xơ gan chai C kèm theo, hoặc là những cái bệnh nhân mà tiến hôn mê gan. Nhất là cái dịp Tết này thì hay vào cái tình trạng là xuất huyết do giãn vỡ tĩnh mạch thực quản trên bệnh nhân xơ gan. Có những cái bệnh nhân mình không nhớ tên, nhưng mà nhìn thấy mặt là mình đã biết là mình đã điều trị nhiều lần rồi, vì bệnh nhân ra vào liên tục, có thậm chí một năm vào 4-5 lần. Việt Nam hiện đứng thứ 2 thuộc các nước Đông Nam Á, đứng thứ 10 châu Á và đứng thứ 29 trên toàn thế giới về tình hình tiêu thụ rượu bia. Theo Bộ Y tế, trung bình nam giới trên 15 tuổi tiêu thụ 27,4 lít cồn trên một năm. Xu hướng trẻ hóa tuổi sử dụng rượu bia đang gia tăng đáng quan ngại. Tăng gần 10% số trẻ vị thành niên trên thành niên có sử dụng đồ uống có cồn sau 5 năm. Với tỷ lệ nam chiếm 79,9% và nữ chiếm 36,5%. Trong số tất cả các trường hợp tử vong do rượu, 28% là do chấn thương như tai nạn giao thông, tự gây hại và bạo lực giữa các cá nhân. 21% do bệnh lý đường tiêu hóa, 19% do bệnh tim mạch, còn lại do các bệnh truyền nhiễm, ung thư, rối loạn tâm thần và các bệnh lý khác. Dịp Tết Nguyên đán này là một cái dịp mà vui, gọi là vui hội họp nhiều, nên cái lượng rượu là tiêu thụ cũng rất là lớn. Tuy nhiên là cái đấy thì cũng nên khuyến cáo với tất cả các mọi người là hạn chế sử dụng rượu bia. Bởi vì thứ nhất là nếu như mà sử dụng rượu bia, nếu say xỉn thì đi lại thì gây ra cái tình trạng là tai nạn giao thông, cái điều đấy là không nên. Thứ hai là khi mà sử dụng nó lâu dài thì gây ra những cái bệnh như thế này thì cái khả năng lao động học tập rồi cái khả năng cống hiến cũng là không còn nữa, mà đã trở thành cái gánh nặng. Thế nên khuyến cáo mọi người là hạn chế sử dụng rượu bia trong cái dịp Tết để đảm bảo cho sức khỏe cho mình và cho tất cả mọi người. Dự thảo luật phòng chống tác hại rượu bia với các biện pháp kiểm soát mạnh để quản lý thị trường này như tăng thuế, hạn chế quảng cáo, hạn chế sự tiếp cận của rượu bia. Việc ban hành luật phòng chống tác hại của rượu bia sẽ góp phần hạn chế gánh nặng do tác hại của rượu bia gây ra đối với các cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội. Câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại tạp chí Sức khỏe đời sống số này của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.